Xin chào các bác cô chú anh chị nhé. Vẫn là triển lãm nông nghiệp 489 Hoàng Quốc Việt. Hôm trước tôi quay cái khu vực này và sảnh của khai mạc triển lãm này, nông sản và rất nhiều mặt hàng nông sản. Thì có đánh cái mảng này rồi, bên phía cánh bên này rồi. Rồi sang tiếp bên này các bạn, chỗ này có vẻ là thương mại được này. Nhìn thấy những cái cốt rất hay này. Vào thôi các bác. Có vẻ là đến hơi sớm nhưng mà cứ vào xem. Có vẻ như chưa thấy giao dịch được cái gì, hôm trước vẫn bình nhiêu cây. Thấy những cái cây rất hay. Đây các bạn. Cây đề. Ta tạm gọi là cây đề đi. Nó cũng họ hàng nhà đề thôi. Các bác thì gọi là lâm vồ đấy, nhưng mà thôi cứ gọi là đề trắng đi. Đề trắng lại có búp hồng, búp đỏ này. Đấy, một cái cây cây rất hay. Cây đề trắng làng. Đấy, rất già. Để xem bác chủ ở đâu rồi ta sẽ hỏi giá các bác nhé. Ngoài này trao đổi nông sản rất nhiều. Rất nhiều các mặt hàng các bác. Đấy, cây một cây đề tầm trung rất già và có lẽ là chỉ cần xây dựng cái ngọn này là xong rồi. Cái ngọn này là xong rồi. Rất nhiều cốt hay ở cái chỗ này. Rất nhiều cốt hay. Đấy, cái bồ đề đầu tiên này. Mặt nào cũng rất ok. Con này á, hơn chục cây ạ. Bác cả là chủ vườn này à bác? Dạ. Là mình là chủ cây đây đúng không? Vâng. Cho hỏi mấy cây sơ tí đâu bác? Vâng, vâng. Ví dụ cây này bao tiền? 25. Còn cây già này? Cây 40. 40. Hỏi bác cái con bồ đề nhỏ nhỏ mà trên cái chậu đỏ đỏ kia thì bao nhiêu? Mini ấy. Đấy, đây. Vâng. Con này có ông anh em. Hơn chục triệu. Hơn chục. Con này sơn này. Vâng, đến bác cứ ấy tí đây em hỏi chi tiết nhé. Con này 12. À đấy. À đây, ra đây xem giá luôn, xong tí quay chi tiết. Vâng. mười hai. Vâng. Ba thì sao bác? Đây ba con đây. Đang báo giá cho anh em. Ok anh. Ok anh. Ba vai rất hay, rất bệt. Vào dưa rồi nhưng này nó sạch sẽ. Nhiều người hỏi giá ghê. Trẻ này thì nó không to hơn được, cái này nó còn to hơn như này đấy, chơi ba thế sau vẫn là so với chỉ già hơn, nó không khác được, nâng cấp già nhưng mà chạm tụt mẹ đẹp rồi, mẹ đẹp không. Hỏi cái mai chưa? Con si này thì bao nhiêu bác? Si 35. Tự nhiên là cũng đọc. Hay quá, nhiều cây hay đấy. Bao giờ cái khăn này nó to để từng cuối cùng cũng vẫn phải thịt bề này. Không bao giờ cắt cái này. Không bỏ được. Để tí ra quay chi tiết để nghe các cụ nói chuyện. Cái này chỉ có giải quyết bằng cách là thu nhỏ. Nhất là phương án đấy, mà hai là phương án bây giờ chấp nhận nuôi được cái hai dễ to ở trên này xuống, sau bắt đầu cắt một phát bỏ đi nối xuống. Lấy bỏ
ta đây gọi là nuôi hai dễ này, nuôi hai dễ nuôi được nhưng mới điều kiện nuôi là đẹp đúng không, nuôi điều kiện như vậy nuôi được hai dễ chống xuống đây là bao tiền anh chống xuống xong đoạn sau cắt xong cắt bỏ cái đoạn đơ đi xong rồi chống xuống ba chục ba chục hai dễ này tôi nghe nói có lý hơn sống 30 triệu rồi hỏi là cái cây này ba chục bao nhiêu triệu bác 30 triệu đấy đây chủ vào giá đấy đây đây bán bao nhiêu cây này giá bao nhiêu chính thức anh ơi anh chơi nhé 30 triệu hàng chậu rất hay. Thích đang muốn hạ thấp cây đấy. Ăn cắp nhanh nhất. Đang đấu đây anh. Nếu nó 30 triệu cây này. Nhiều khách quá. Đấy đồ bán hàng đi. Đúng giá. Bà làm. Con phôi phôi này thì bao nhiêu bác? Anh túi phôi là bao nhiêu anh chú? Phôi nào? Đây. Trong đó 15 triệu. Hôm mai chiếu thủy là của ai anh chính? Mai 2 triệu. Mai bao nhiêu? Nhiều cây quá. Đây con đây. Xì. 35 triệu. Ở dưới nó như nào đây? Chắc ổn rồi. Đấy, ổn này. Hay này. Bạn ơi. Đây này em bảo anh chú kết cây này em mà không bảo anh chú kết cái đấy. Cây đấy về khách nhà lúc áo ấm thì mất ngay. Xíu, không nguội quá. Vâng. Mấy tiền rồi bác? 3 triệu rưỡi. Tín đồ mini chơi đấy hay quá, lạ. Xíu đâu, không phải ai cũng có đâu. À, xem cây à. Trên này cành một cấp thì dễ đây một chú thế nào tôi hỏi chú toàn dễ đi một cấp có nào hai cấp cây này phải khẩn đây cây này phải khẩn bước đây cây này vệ chưa nhưng mà cái thân nó luôn xi xi này phải cắt ngắn không cây đấy cắt ngắn thì xấu vệ là đẹp rồi đấy xi ra xi xi ơi cao quá phải xi đỏ xi nhật sinh nhật si gừa nếu mà si mình kia thì lại đẹp rồi làm đến đây thôi xong rồi làm mông chỉ đến đây đấy cao quá là cũng muốn tính cho nó tôi đang có hai cây bị vẫn đang cái này mà hạ thấp thì xấu đây nó đang phát thân thế cụ đang bị nghiện hạ thấp sao ấy đây đang thích cái cây si này này cây là gọi là đấy. Đấy. Xì này à, hai, xì hai, tuổi thân tuổi rất là già, thân rất là già. Đấy, thích cái gian hàng này đấy. Là hán ông đá sung ông đá màu đơn xanh cổ trên đĩa cái bồ đề này cây này nếu mà thật sự bằng con cây tiền cẩu thua cây này nếu cây là cây xanh cái... anh thích chơi đa năng bị cái xéo đấy lạ chứ cái xéo rất hay không phải nó cũng thể hiện bởi vì cái thứ nhất là nó cái xéo này, cái xéo lá nó lá nó rất đẹp xéo thì xéo rất hay xéo lá nó đẹp cùng với cái mùa này này vòng quanh chơi vòng quanh được mùa nó thay lá đẹp lắm lá nó nhỏ cái đẹp mà chỉ lâu thôi các cụ nghiện sành cái cơm nguội Hà Nội đây chính cây chơi như thế này mới hay sành nghiện như thành phong trào cây gì đây chú ơi sành chín si à cây si đấy si này si búp búp vân bị búp hồng đấy búp đỏ ấy búp đỏ cây si kia mà đẹp mà cây si kia mà được búp đỏ mà đẹp nhiều đấy cây cái đề này thì bao nhiêu
12. Thế em nghĩ là chắc là người ta đánh đây lên ngọn, nhưng mà em nghĩ là lấy ngọn trong này hơi vất, lấy ngọn ngoài thì bị dài. Thường đâu nhỉ? Sao có phải lật cái mầm lên đây lên chứ? Đúng rồi, lấy ngọn ở đây lên. Nảy sớm thôi mà. Đẹp đấy. Vơ đa này bao nhiêu bác? Em không rõ, của anh. Có phải số của bác ấy ở trên cái... Đúng rồi, đúng rồi. À, rồi. Bác ấy đến từ đâu rồi bác? Nam Định. À, Nam Định. Thì mình cũng Nam Định lên đó. Em đến Hải Phòng. Không gian của mình bên này đâu? Vâng. Đấy, được cái chậu cũ cũ này hay. Đa lông. Đấy, nhưng có quả được thế quả đâu. Đấy, mầm quả đấy. Cái này không quan trọng, chỉ cần đây, cái dòng dâu của nó là mình biết này, dâu biết là nhiều quả. Nhìn cái này đã mình quả. Chỉ biết dòng dâu đến tỉnh là được rồi. Còn cái quả này có lúc có lúc không, bởi vì nó vào thời điểm hết. Đúng rồi. Bao nhiêu quả? Dạ. Quay lại cái mấy cái cốt đằng này. Ra đây bắt cây, cây này đấy, tất nhiên ôm nhiều tiền đi tí. Này sao tương lai. Bác nào bắt con này về nuôi được, 12 này về nuôi được. Giấy dài vô đối. Chậu cũ. Chậu đắp vành lá lật ngày xưa cũ. Bây giờ cây em tiền trăm thì nó đắp 40 là đúng rồi. Giấy tím này cũng rồi. Giấy tím này cũng rất quái. Đấy. Giờ có tầm đôi lít mà ra đây mà bắt cây cũng được rồi. Cái chậu cũ này hay quá. Vẫn lành tít. Mùi mắc khén quanh đây ở đâu đây? Đây là Tây Bắc ở đâu đây? Đấy. À đây, cái cây bốn xích đây. Tín đồ mê dáng cổ thì múc cây này ok quá. Cây là thuộc cây cổ rồi. Cây cổ. Đấy. Và rằm. Thì rằm già bằng tuổi với cái thân của nó. Thân mệ đậm chất cây cổ, dáng cổ luôn. Đấy các bạn. Già kinh. Già kinh điển. Cây này thì tuổi thì không chê vào đâu được rồi. Tuổi. Ra màn được làm khá là sạch sẽ. Đây, bác nào mê dáng cổ chơi cái này. Xì đẹp hay.
Xi này thì bao nhiêu ạ? Cái xi này thì bao nhiêu? 6 triệu. Được đấy nhỉ, nuôi được. Cái mặt sau xem. Nói chung được cái sạch sạch. Cái nào cũng ấy thật luôn. Đây, con này cũng vừa giá cũng kinh ấy. Ô, đây này là cây gì? Nhìn xa tưởng lộc vừng quá, không phải. Đây đấy nhỉ. Cái này là cây gì này anh ạ? Đang chưa biết là cây gì. Lộc vừng. Không phải, lộc vừng đâu. Tại sao có loại lộc vừng như thế? À đúng rồi, lộc vừng thật, lá bé tí này. Hả? Đúng là nhìn giống lộc vừng lắm nhưng mà nó bé quá. Giống lộc vừng như này. Họ cho nó đấy. Thân thân cốt thì đúng rồi. Chắc đột biến gì đấy, lạ quá. Này, anh à, những cái lá nó rụng thành thành cái này. Cái cây này bác chủ vừa hỏi bao nhiêu, bảo bao nhiêu bác nhỉ? Có rồi, xem đây chủ đấy. Cây này thì chủ hả? 60. Đấy, cây đấy được đấy. Tuổi cây tuổi trộm. Ổn quá. Này anh lại bán được trong này. Cái này nó gọi là lộc vừng quá. Tôi nhìn nó lại nhỉ. Vâng, ngày xưa người ta phun thuốc trừ cỏ và thế nó bị kiểu bị đột biến gen. Ừ đúng rồi. Nhìn giờ nó cứ thế đấy. Ừ, hay đấy nhỉ. Hay. Xui. Mình ngồi ở đây đến mùng mấy bác? Đến 17-18. Nhiều người chưa biết trong này đâu, biết ngoài kia. Con xi này thì bao nhiêu bác? Người không biết là những người không biết trước kia này. 6 rưỡi. Hay đấy. Sùng. Sùng. Đấy. Vào đây mình sướng chứ ngắm ngoài kia là sao mà mua được. Đẹp. Nhiều cây hay quá. Bác gian hàng mini nhiều cây hay.